Sau 5 năm chiến tranh, quân Pháp tại Đông Dương càng ngày càng xa lầy vào thế phòng ngự. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhanh chóng công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 18 tháng 1 năm 1950, Liên Xô và các nước Đông Âu công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Pháp thực hiện tăng cường hệ thống phòng ngự đường số 4, khóa biên giới Việt Trung, cô lập căn cứ địa Việt Minh với bên ngoài, thiết lập hành lang Đông Tây, cô lập Việt Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, chuẩn bị lực lượng để tấn công Việt Bắc lần 2. Quân đội Nhân dân Việt Nam vạch kế hoạch chủ động tấn công để mở cửa biên giới, khai thông bàn đạp, liên lạc với Trung Quốc, Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trung đoàn 174 và Trung đoàn 209 tiến công đánh chiếm cứ điểm Đông Khê với mục đích cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4. Chắc là phải mài lại con mã tấu này thôi. Cùn quá rồi. Còn thuốc không? Cho con mài mấy thì một viên cũng đi thôi. Lo mà bắn cho ngon. Tôi còn mỗi điếu này. Thôi chung nhé. Đây, chơm đi. Ô khi. Đây như thế nào hả anh? Ừ. Xong trận này, tôi biết thuốc lào với bát chè xanh gọi là tuyệt. Em chỉ thèm ra sạch tắm một cái cho mát. Để tôi phải 5 năm rồi đúng không? Bận như ma lem ý. Thằng An chắc lớn lắm đấy đấy. Ừ. Giờ mà gặp không chắc đã nhận ra được nó. Sao mãi chưa có lệnh tấn công nhỉ? Ờ, tôi ở ngày hôm qua không đánh đấm gì rồi. Không biết đời đến bao giờ đây. Sắp đánh rồi. Chưa có lệnh, đúng 17 giờ tấn công. Còn 5 phút nữa thôi. Sẽ có hoa hiệu từ trên cao phẩy. Toàn đơn vị sẵn sàng, sau loạt pháo lệnh là xung phong. Nếu đủ pháo bính thì bắn cẩn thận cho tôi thôi. Yeah!
Ok, on arrive. Essayez de tenir la position. Ok, on arrive. Essayez de tenir la position. Nó tổ chức phản công chiếm lại chạy lính. Gần đến nơi rồi. Đi vào quả anh Tung. Nhanh. Ban trung đội chuẩn bị vũ khí. Ra có công sự. Chuẩn bị trong đi phản công. Chúng ta chuẩn bị vào. Nhanh. Nhanh. Đi xuống tỉnh. Tái chiếm Đông Khê 2 tháng trước, chúng bắt được một số đồng chí của ta, giờ giam ở Phủ Thiện. Chúng ta có nhiệm vụ giải phóng Phủ Thiện và đảm bảo an toàn cho các đồng chí ấy. Đó. Thank you.
sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Điện!